Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và em là Ngọc Hiệp. Hôm nay thì Hiệp em xin gửi đến quý vị anh chị một cái mẫu xe mà trong phân khúc hạng sang, giá tiền thì lại cực kỳ bình dân quý vị anh chị nhé. Nếu quý vị anh chị muốn trải nghiệm một cái chiếc xe mà cảm giác lái sướng này, đầm chắc, không thể bỏ qua cái mẫu xe này của em được. BMW 520i sản xuất 2015, model 16 quý vị anh chị nhé. Màu trắng, nội thất kem cực kỳ là đẹp luôn và chiếc xe này của em nó lại sẵn biển Hà Nội rồi. Đấy, biển rất là đẹp nhá. Chẳng qua là do một số yếu tố khách quan nên là cái biển đằng trước em phải che đi thôi quý vị anh chị ạ. Còn lại thì quý vị anh chị mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Biển rất là đẹp thôi chứ không phải biển xấu đâu mà quý vị anh chị phải lo em nhé. Do em che đi nó vì nhiều cái yếu tố cá nhân của anh chủ xe cũ. Đấy, vì là xe sang nó như vậy, nhiều khi nó cũng hơi khó quý vị anh chị ạ. Các anh cũng không mong muốn là mình bán đi một chiếc xe. Đấy, cũng không muốn lộ diện nhiều trên cái mạng xã hội các thứ. Rất là mới luôn quý vị anh chị nhá. Đấy, lăn bánh được 3 vạn 7 mai đây. Tức là nó tương đương vào cỡ khoảng 6 vạn km quý vị anh chị nhá. Đấy, tất nhiên là bao giờ cũng vậy, bên em thì không bao giờ là tăng lên nó là 3 vạn 7 xong đến quý vị anh chị lại bảo mai biết các thứ đấy. Mai thì em đọc là mai nhưng mà đấy nó tương đương vào khoảng 6 vạn km quý vị anh chị ạ. Nội thất các thứ đây quý vị anh chị có thể xem qua này, một chiếc xe chạy ít nó sẽ khác hẳn với những chiếc xe chạy nhiều. Nội thất nó rất là tươi, rất là mới luôn. Ở cái đời 2015 này thì đầu 15 nó sẽ có cái model giống với 14 quý vị anh chị nhá. Và cuối 15 thì nó sẽ là model 16, nó sẽ được trang bị cửa hít và đá cốp. Đấy quý vị anh chị thấy biển số rất là đẹp. Nhưng mà để mà đá cốp được ấy thì phải cầm chìa khóa ở đây cơ quý vị anh chị ạ. Em lại không cầm chìa khóa ở đây đấy. Trang bị cốp điện và đá cốp này. Đó. Cốp cũng rất là rộng rãi luôn với một chiếc Series 5. Kể cả đối với hàng ghế sau cũng vậy thôi. Cực kỳ là rộng vì nó không phải là Series 3 quý vị anh chị ạ. Series 3 thì nó có hơi chật hẹp hơn một chút. Đó. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau đầy đủ quý vị anh chị nhá. Rèm che nắng này. Đó. Đây. Nội thất rất là mới luôn, một trong những cái chiếc xe mà mới nhất ở cái đời 2015 này ở trên thị trường đang có quý vị anh chị nhá, đảm bảo với quý vị anh chị luôn. Bên em thì cam kết chất lượng đầy đủ rồi. B thì cái nội thất này, nó thiết kế nó sẽ không đẹp như mẹc. Đấy, bởi vì B chủ yếu là nó thiên về cảm giác lái quý vị anh chị nhá. Màu trắng nội thất kem của em nó cũng là hết bài rồi đấy ạ. Đấy, thế nhưng mà nói là thiết kế nó không bằng hay là option nó ít hơn thôi, nhưng mà thực chất là với một chiếc xe sử dụng gia đình thì nó vẫn là một bầu trời option quý vị anh chị ạ. Đây quý vị anh chị có thể thấy này, lên xuống kính tự động này, chỉnh gương điện này, rồi thì đèn auto, cảm biến gạt mưa auto này, chế độ cruise control, lim này, tích hợp phím vô lăng, thoại rảnh tay này. Đấy. Hộp số tự động ZF 8 cấp này, hộp số này đến bây giờ vẫn được trang bị cho VinFast nha quý vị anh chị nhá. Đó. Màn hình giải trí tích hợp các chức năng media, bluetooth các thứ này, để nổ start top này, điều hòa tự động độc lập hai vùng này. Ba chế độ lái nha quý vị anh chị nhá. Cảm biến xung quanh xe này. Phanh tay điện tử auto hold này. Đó, rất là nhiều các option nha quý vị anh chị nhá. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, nó là những cái không thể thiếu được rồi. Chất lượng thì cam kết 100% cho quý vị anh chị luôn. Cam kết trên văn bản nha quý vị anh chị nhá, để quý vị anh chị có thể đi check test thoải mái và sai đâu thì cứ đúng với cả văn bản mà chúng ta xử lý quý vị anh chị ạ. Đấy, làm việc như thế thì nó dễ. Đấy, ghế lái thì được trang bị hai vị trí nhớ ghế nhá quý vị anh chị nhá. Đó. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mới luôn. Màu trắng nội thất kem với những chiếc xe Đức ví dụ như BMW thì nó là đắt nhất rồi quý vị anh chị ạ. Hết bài rồi. Đó. Quay sơ qua cho quý vị anh chị có thể thấy, còn nếu như mà quý vị anh chị muốn trải nghiệm nó thực tế hoặc là muốn xem nó trực thực tế và chi tiết hơn thì quý vị anh chị cứ alo cho em, chạy qua bên em xem xe, em ở ngay Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy Hà Nội thôi quý vị anh chị nhá. Qua bên em xem xe thì trải nghiệm trực tiếp cái chiếc xe thì mới cảm nhận được. Chứ không nhiều khi em quay qua clip thì quý vị anh chị bảo là thì xe em bán hệ chỉ thấy em khen. Thế nhưng mà thực chất là tất cả những cái chiếc xe của bên em ấy đầu vào thì nó đã được kiểm duyệt rất là đầy đủ rõ ràng rồi. Cũng như là khi mà quý vị anh chị có nhu cầu bán xe cho em hay là trao đổi các thứ thì bên em đến mua cũng vậy thôi, check test các thứ đầy đủ. Đấy, còn không thể nào mà mua được một chiếc xe lỗi được rồi. Bây giờ thời buổi 4.0 rồi, uy tín nó mới là quan trọng quý vị anh chị ạ. Em xin nhắc lại một lần nữa để quý vị anh chị được nắm rõ hơn nhá. Hiện tại em đang chào bán một chiếc BMW 520i sản xuất 2015 model 16. Tên cá nhân sẵn biển số Hà Nội rồi. Đấy, lăn bánh được khoảng 6 vạn km. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với cái mức giá đó là 1 tỷ 150 triệu quý vị anh chị nhá. Quý vị anh chị mà có nhu cầu thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại ở góc màn hình cũng chính là số Zalo của em luôn. Và cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết video ạ.